Đây là chiếc tàu đò đi Hòn Tre nha các bạn. Wow, đề ba khá là sướng nha. Anh này nhỏ nhỏ nhưng mà anh chạy cũng dữ lắm nha các bạn. Đang chạy ra. Ở phía trước này có một chiếc giỏ đang... Nãy là anh đang giỡn cái gì các bạn? Giỡn lưới hay sao? Có con tóc ra anh chạy sát vô trong anh né hay nhỉ? Đây là chiếc tàu cao tốc hai thân các bạn. Đang từ từ xuất bến nha. Chiếc này tàu Airred nha, đi Phú Quốc các bạn. Màu đỏ với lại màu trắng nhìn khá đẹp nha. Tầm 28 các bạn, 28 lý nha. Tàu nhỏ anh đi trước lúc nãy sát bên luôn rồi. Wow, anh quẹo ngang luôn rồi. Nó mất tiêu rồi. Rồi cặp cặp luôn kìa. Gắt gì? Tấp ra các bạn. Anh kia anh quẹo ông hướng mình, anh tàu đỏ quẹo ông hướng rồi nha. Quá dữ rồi. Ra đây chạy mới phê nè. Tiếp theo thì mình sẽ xem một chiếc tàu cao tốc xuất bến nữa nha các bạn. Anh này xuất bến từ Gạch Giá đi Phú Quốc nha. Tàu cao tốc Super Đông. Chiếc này chiếc Super Đông 9 nha. Sáng nhìn ảnh đẹp quá. Buổi sáng ở đây thì tàu xuất bến liên tục nha các bạn. Đi mấy cái hòn tầm giờ trưa mới có tàu về nha. Bắt đầu đề ba ra biển này. Chúc mấy anh có một cuộc hành trình vượt biển thành công nha.
Tiếp theo thì mình sẽ xem anh cao tốc ảnh sức bến đó nha các bạn. Super đông nha. Trong này ở gần bến tàu thì có đình Đông Nguyễn các bạn, cho nên là lượng khách đi qua cũng khá đông nha. Hôm nay là ngày khách về các bạn, cho nên là tàu cũng đi liền chiếc luôn. Quá đã. Chiếc này anh cũng đi hòn nữa nha các bạn. Thường thì bến tàu cao tốc này thì sẽ chở hành khách với lại hàng hóa các bạn, đi các hòn nha, Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, rồi Hòn Tre nữa các bạn. Anh tài công nào mà lái được mấy chiếc này bự bự như vậy rất là vinh dự nha. Quá đẹp. Đây có một chiếc đang lùi gà các bạn, không biết là xuất phát là qua rước khách đây. Anh này lùi gà qua bên kia rước khách nha.